Mỹ bắn dụng UAV tấn công đại sứ quán ở Iraq. Sự thật bi thảm, mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 6 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là tin tức đáng chú ý về các lực lượng của Mỹ. Ngày 5 tháng 7 đã bắn rơi một máy bay không người lái UAV treo đầy thuốc nổ khi nó sắp áp sát đại sứ quán Mỹ tại Iraq. AT đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 7 giờ địa phương khi một UAV chứa đầy chất nổ bị phòng không Mỹ bắn rơi khi nó tiến gần đại sứ quán Mỹ tại khu vực vùng xanh, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, Iraq. Theo một quan chức quốc phòng Iraq, UAV đã không thể bay vào trong khuôn viên của khu tổ hợp đại sứ quán vì bị đánh chặn. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh hệ thống phòng không Mỹ khai hỏa để bắn rụng mục tiêu trên trời. Lá chắn được sử dụng để bắn mục tiêu là SIRAM. Ngoài ra, một số bức ảnh được đăng tải trên Internet được cho là phần còn lại của UAV bị bắn rơi. Vụ tấn công UAV xảy ra chỉ vài giờ sau khi ba quả rocket nã về phía căn cứ không quân Ain Asad ở tỉnh Anbar, Iraq vào buổi chiều qua. Đây là nơi có sự hiện diện của quân nhân Mỹ, đại diện của Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, Wainer Maroto, cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong và các thiệt hại với căn cứ đang được điều tra. Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng rocket và UAV ngày 5 tháng 7. Nhưng Mỹ trước đó thường cáo buộc nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn mang tên Hashabi đứng sau vụ tấn công tương tự trong quá khứ. Thưa quý vị, trong hai thập kỷ, các báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã vô cùng nhiều. NBC News đưa tin, giao dịch cấy ghép nội tạng hiện tại của Trung Quốc được ước tính là ngành công nghiệp trị giá 1 tỷ đô la Mỹ do việc thu mua nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau khi tiến hành điều tra, Tòa án Độc lập Quốc tế Trung Quốc gồm 7 người đã đưa ra phán quyết vào tháng 12 năm 2018. Phán quyết kết luận các thành viên của tòa án tin chắc, nhất trí và không nghi ngờ gì rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện ở Trung Quốc trong một thời gian dài liên quan đến các nạn nhân trên quy mô lớn. Ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh vào năm 2000. Hàng trăm bệnh viện cung cấp dịch vụ cấy ghép, hàng nghìn bác sĩ phẫu thuật cấy ghép được đào tạo, quân đội, nghiên cứu cấy ghép và ngành công nghiệp ức chế miễn dịch được nhà nước trợ cấp. Hầu hết các bệnh nhân cấy ghép ở các nước phương Tây cần phải đợi hàng tháng, thậm chí hàng năm để được cấy ghép nội tạng, trong khi ở Trung Quốc, thời gian chờ đợi để được phẫu thuật chỉ cần vài tuần, vài ngày hoặc thậm chí vài giờ. Ban đầu, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng những người hiến tạng tự nguyện đã giúp số lượng ca cấy ghép tăng thêm hàng chục nghìn ca mỗi năm. Khi lời giải thích này không giải quyết được đầy đủ vấn đề, các quan chức lại tuyên bố rằng tử tù là nguồn cung cấp nội tạng. Sau đó, vào năm 2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa đảo ngược luận điệu, nói rằng đã ngăn chặn việc sử dụng tù nhân để tìm nguồn nội tạng và sau đó quảng cáo cái gọi là hệ thống hiến tạng tự nguyện lớn nhất ở châu Á. Bất chấp những lời giải thích chính thức khác nhau của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các báo cáo chỉ ra rằng những con số hiến tạng căn bản không hề tăng. Một cuộc điều tra được công bố trên tạp chí BMC đã phát hiện rằng dữ liệu cấy ghép nội tạng chính thức đã bị giả mạo và thao túng một cách có hệ thống. Dữ liệu chính thức cho thấy vào năm 2018, chỉ có 6.000 người hiến tạng chính thức ở Trung Quốc, trong khi họ lại cung cấp đến hơn 18.000 nội tạng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những con số này rất dễ bị vượt qua khi nhìn vào một số bệnh viện ở Trung Quốc. Các tác giả của cuốn Thu hoạch đẫm máu, thảm sát bản cập nhật, xác nhận rằng hơn 700 bệnh viện ở Trung Quốc thực hiện cấy ghép gan và thận. Riêng Bệnh viện Trung ương số 1 Tiên Tân thực hiện hơn 6.000 ca cấy ghép mỗi năm. Các chuyên gia ước tính thêm rằng các bệnh viện Trung Quốc muốn thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca ghép tạng mỗi năm. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản năm 2020 của Matthew Robertson, kể từ năm 2000, các vụ thi hành án tử hình ở Trung Quốc đã giảm, trong khi các ca cấy ghép theo yêu cầu lại tăng lên. Ông Robertson viết, kể từ năm 2000, lời giải thích hợp lý duy nhất trong nguồn gốc của hầu hết nội tạng là các tù nhân lương tâm. Cả Robertson và Tòa án Độc lập Quốc tế đều đạt được kết luận tương tự rằng nội tạng của tù nhân lương tâm đã trở thành mục tiêu. Các phán quyết của tòa án khẳng định rằng các học viên pháp luân công là một trong những nguồn nội tạng chính.
Ngoài ra, dựa trên quy mô của cuộc đàn áp gần đây và các cuộc kiểm tra y tế ở Tân Cương, có bằng chứng cho thấy người Duy Ngô Nhĩ cũng là đối tượng bị mổ cướp nội tạng. Ở Tân Cương, ước tính có khoảng 1,8 triệu đến 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo khác đã bị cưỡng bức, giam giữ trong cái gọi là trại cải tạo. Những người sống sót đã cung cấp một lượng lớn lời khai và bằng chứng về sự khủng khiếp bên trong các trại này, khiến Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 2021 tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện tội ác diệt chủng và chống lại loài người ở Tân Cương. Những người sống sót trong các trại cải tạo báo cáo rằng họ đã trải qua các cuộc kiểm tra thể chất không tự nguyện, chẳng hạn như xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm và xét nghiệm DNA. Theo một tuyên bố của tòa án, các chuyên gia báo cáo rằng lời giải thích hợp lý duy nhất cho những cuộc kiểm tra này là để bảo đảm rằng các cơ quan của nạn nhân khỏe mạnh và phù hợp để cấy ghép. Các báo cáo khác cho thấy các thi thể người chết đã được trả lại cho gia đình từ các trại cải tạo có vết khâu có thể nhìn thấy trên các khu vực có nội tạng, chẳng hạn như thận. Một người sống sót khác là Seira Kuisawai, một giáo viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tù, đã chạy trốn khỏi Tân Cương và được cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tôn vinh là người phụ nữ can đảm quốc tế. Cô mô tả trong cuốn sách của mình, nhân chứng chính thoát khỏi trại tập trung thời hiện đại của Trung Quốc, rằng những tù nhân trẻ, khỏe mạnh, với hồ sơ y tế được đánh dấu X màu đỏ đã bị lính cảnh bắt đi một cách khó giải thích. Cô ấy viết, một thực tế đơn giản là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lấy nội tạng từ các tù nhân. Vào tháng 3, Quốc hội Hoa Kỳ đã đề xuất đạo luật ngừng cưỡng bức thu hoạch nội tạng để chống lại tội ác khủng khiếp này. Dự luật sẽ yêu cầu các báo cáo hàng năm về cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của những người mua nội tạng bất hợp pháp và xử phạt những người tham gia cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.